Chúng tôi cảm ơn sự trở lại của quý vị để tiếp tục chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Mời quý vị theo dõi bản tin về châu Á với Hoàng Dung. Thưa quý vị, sân bay Hồng Kông hủy tất cả các chuyến bay do biểu tình. Vào hôm 12 tháng 8, sân bay Hồng Kông, một trong những phi trường bận rộn nhất thế giới, đã hủy tất cả các chuyến bay và nhà chức trách đổ lỗi cho người biểu tình đã gây ra sự gián đoạn này. Trong khi đó, một quan chức Trung Quốc tại Bắc Kinh cảnh báo rằng các dấu hiệu khủng bố đang nổi lên. Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc cũng tập hợp tại thành phố Tham Quyến gần kề Hồng Kông để diễn tập. Tờ Global Times cho biết vào hôm 12 tháng 8 như vậy, thưa quý vị. Cả hai động thái khiến cho tình hình Hồng Kông thêm căng thẳng sau khi xảy ra một cuộc đụng độ vào cuối tuần giữa cảnh sát và các nhà hoạt động, phản đối dự luật dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc để xét xử. Cảnh sát Hồng Kông nói trong một cuộc họp báo rằng, nhiều người trong số 5.000 nhà hoạt động vốn đã chiếm sẵn đến của sân bay trong suốt ngày thứ tư liên tiếp, đã tràn vào khu vực chờ lên máy bay và gây ra sự gián đoạn cho sân bay. Cảnh sát từ chối không cho biết liệu họ sẽ tiến tới giải tán đám đông biểu tình này hay không? Và bản tin còn cho biết thiếp thêm rằng việc đến và đi từ sân bay Hồng Kông đã bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Bản tin nói các hoạt động tại sân bay quốc tế Hồng Kông đã bị gián đoạn, tất cả các chuyến bay đã bị hủy. Cơ quan quản lý sân bay của thành phố đã cho biết như vậy trong một tuyên bố hôm 12 tháng 8. Bản tuyên bố còn nói tiếp tất cả hành khách nên rời khỏi các tòa nhà trong sân bay càng sớm càng tốt. Đường đến sân bay bị tắc nghẽn và bãi đậu xe thì chật kín. Việc sân bay ngưng hoạt động diễn ra khi văn phòng Trung Quốc phụ trách Hồng Kông và Macau cho biết là thành phố đang phải đối mặt với một thời điểm đầy gây go và sau khi cảnh sát diễn tập việc sử dụng với vòi rồng phun lớn tại sân bay hàng ngàn nhà hoạt động đã chiếm sảnh đến tức là nhà ga đến trong nhiều ngày những người biểu tình trong trang phục màu đen chủ yếu là những người thanh niên và thiếu nữ trẻ đã hô vang khẩu hiệu không có kẻ bạo loạn chỉ có sự chuyên chế và giải phóng hồng kông họ đồng thời cũng trao tờ rơi một cách lịch sự cho các khách du lịch trong đó họ nêu yêu cầu của mình và giải thích về tình trạng bất ổn hiện nay Nói một cách khác thưa quý khán giả là người trẻ ở Hồng Kông chỉ muốn có sự tự do và dân chủ như các nước tiên tiến ở bên châu Âu và Hoa Kỳ mà thôi. Bà Carrie Lam cảnh báo người biểu tình không đẩy Hồng Kông đến bờ vực thẳm. Nhà lãnh đạo Hồng Kông bà Carrie Lam đã cảnh báo những người biểu tình chống chính phủ là không được đẩy thành phố vào một vực thẳm trong một cuộc họp báo hôm nay. Bà Lam cảnh báo rằng Hồng Kông đã chạm tới ngưỡng tình huống nguy hiểm và bạo lực sẽ đẩy mọi thứ điểm không trở về được. Bà đã gặp phải thái độ thù địch vì đã né tránh các câu hỏi từ các phóng viên khi mà họ liên tục cắt lời và hét câu hỏi về phía bà. Tình trạng bất ổn diện rộng đã làm rung chuyển thành phố trong 10 tuần qua và không có dấu hiệu giảm bớt. Các cuộc biểu tình đầu tiên bắt đầu từ việc phản đối dự luật dẫn độ nhưng mọi thứ đã dần trở thành một phong trào đòi dân chủ, được thúc đẩy bởi nỗi sợ rằng các quyền tự do mà Hồng Kông được hưởng, đó là một khu vực hành chính đặc biệt của Trung Quốc đang bị xói mòn. Và chúng tôi gửi tiếp một bản tin ngắn nữa để cho chúng ta nắm rõ được những gì đang xảy ra ở Hồng Kông. Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông thì cảnh sát đã sử dụng lực lượng cải trang và như một vài À, tuần trước chúng tôi đã đưa là, là côn đồ để đánh những người biểu tình bà lam là người đang điều hành hồng kông dường như đã sắp rơi nước mắt tại cuộc họp báo hôm thứ ba khi bà kêu gọi người biểu tình gạt bỏ sự khác biệt của họ bà nói hãy dành một phút để suy nghĩ nhìn vào thành phố của chúng ta nhà của chúng ta tất cả các bạn có thực sự muốn thấy nó bị đẩy xuống vực thẳm hay không những bình luận của bà lặp lại các nhận xét tương tự của các quan chức Trung Quốc mà thôi. Và thưa quý vị, đó là tình trạng xảy ra ở hiện nay ở Hồng Kông. Bà nói tiếp, vực thẳm không đáy nếu việc khủng bố tàn bạo được phép tiếp tục. Bà Carrie Lam cũng lảng tránh một câu hỏi về việc liệu bà có quyền tự chủ để rút hoàn toàn dự luật dẫn độ hay không một yêu cầu chính của người biểu tình và nói rằng bà đã trả lời câu hỏi này trong quá khứ. Bà lên tiếng bảo vệ hành động của cảnh sát và cho biết là họ ở trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Trong cuộc biểu tình cuối tuần vừa qua thì các phương tiện truyền thông địa phương đã ghi lại cảnh quay của cảnh sát đã bắn các loại đạn cao su vào người biểu tình ở gọi là cự ly gần tức là rất gần với người biểu tình và như đó và như thế thưa quý khán thính giả đó là sự tàn bạo và có lẽ người dân hồng kông chúng ta cũng nếu nói về sự thinh lên thì chúng ta cầu nguyện cho họ nhưng mà nói về thực tế thì không biết họ có thắng được không bởi vì như tin tức cho biết là chính quyền bắc kinh đã uh, di chuyển quân đội đến gần hồng kông và rất có thể sẽ đàn áp và có thể còn kinh hoàng hơn là thiên an môn cách đây mấy chục năm không biết ra sao thưa quý khán thính giả Bước sang một bản tin khác, thì Singapore cấm buôn bán ngà voi. Thưa quý vị, vào hôm 12 tháng 8, chính phủ Singapore cho biết sẽ cấm buôn bán ngà voi trên thị trường nội địa từ tháng 9 năm 2021. Và như vậy, theo Reuters, đóng cửa một thị trường tiêu thụ quan trọng đối với ngà voi bị sàng trộm. Hãng tin này nhận định rằng nhu cầu từ các nước Châu Á như là Trung Quốc và Việt Nam nơi mà ngà voi được dùng làm đồ trang sức và trang trí đã khiến cho nạn săn trộm gia tăng khắp châu Phi. Việc buôn bán ngà voi trên thị trường quốc tế đã bị cấm từ năm 1990 theo công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật thực vật hoang dã nguy cấp, một hiệp ước quốc tế được hầu hết các quốc gia ký kết. Nhưng các nhà hoạt động vì môi trường nói rằng ngà voi có thể được ngụy trang và vẫn được kinh doanh hợp pháp miễn là được mua bán trong các cửa hàng có giấy phép trên đường phố và trên mạng. Ủy ban Công viên Quốc gia Singapore, một cơ quan chính phủ, thông báo lệnh cấm buôn bán ngà voi trong nước vào hôm 12 tháng 8, cũng là ngày voi thế giới, thưa quý vị. Một chính trị gia của nước Úc đã ví Trung Quốc như là phát xít Đức ông andrew hasty là một nghị sĩ quốc hội của úc đã gây ra nhiều tranh cãi khi đăng một bài viết thể hiện quan điểm của riêng ông lên một số tờ báo địa phương úc trong đó ông hasty đã viết rằng trung quốc đang nhắm đến việc thay thế mỹ để trở thành cường quốc thống trị ở khu vực thái bình dương và điều này đe dọa chủ quyền và dân chủ của úc ông lập luận rằng úc đã không chuẩn bị đầy đủ so sánh với lực lượng phòng thủ quân sự của Pháp trong Thế chiến thứ hai vốn thất bại trong việc chống lại phát xít Đức. Ông nói, giống như người Pháp, Úc đã thất bại trong việc nhận ra người hàng xóm độc tài của chúng ta đã trở nên như thế nào. Ông viết trong đoạn được xuất bản của tờ The Sydney Morning Herald. Bình luận của ông Hesti đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ các chính trị gia công đảng. Tuy nhiên, đảng đối lập cho rằng những bình luận cực đoan của ông Hasty sẽ làm trầm trọng thêm các căng thẳng gần đây giữa Úc và Trung Quốc. Philippines cấm tàu khảo sát Trung Quốc Vào ngày 12 tháng 8, Ngoại trưởng Philippines, ông Teodoro Lawson Jr. thông báo sẽ bổ sung Trung Quốc vào danh sách những nước có tàu khảo sát bị cấm hoạt động trong vùng biển Philippines. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines tuyên bố tôi đã cấm các tàu khảo sát biển, sửa đổi giới hạn đối với Pháp và Nhật Bản và thêm Trung Quốc vào, sẽ cập nhật lệnh cấm. vào tuần trước, ông Lorcena Jr. cho hay Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm phản đối về tình trạng hai tàu khảo sát của Trung Quốc hiện diện trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Philippines. theo tờ The Philippine Star cho biết như vậy. mặt khác, phát ngôn viên phủ Tổng thống Philippines, ông Salvador Penelo tuyên bố không có gì sai nếu như chính quyền Manila tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ trong việc giám sát EEZ. Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh kế hoạch khai thác dầu khí chung với Trung Quốc ở Biển Đông với tỷ lệ ăn chia là 60 trên 40 có lợi cho Philippines. Trong khi đó, hàng loạt chuyên gia Philippines và quốc tế đã liên tục cảnh báo về những hệ lụy khó lường cho nước này lẫn cả khu vực xuất phát từ kế hoạch thăm dò khai thác chung ở Biển Đông. Và đó là phần tin châu Á. Sau mấy phút thông tin thương mại ngắn, anh Mai Tuấn và Hoàng Dung sẽ trở lại với phần tin Việt Nam với những tin chính sau đây. Việt Nam phản đối sách giáo khoa của Trung Quốc về chủ quyền biển Đông. Khóa tu nghiệp sư phạm kỳ 31 quy tụ những người yêu tiếng Việt.